Các dòng SUV ngày càng được ưa chuộng bởi những tính năng ưu việt của mình như xe có khả năng chuyên chở tốt, vị trí lái cao giúp người lái dễ dàng điều khiển, sức kéo tốt. Những mẫu xe 3 hàng ghế có thể chở được 7 đến 8 người lớn. Một số mẫu xe sở hữu thế mạnh vượt địa hình off-road khó khăn. Tiếp sau đây, Xuân Tài xin mời quý vị cùng điểm qua một số mẫu SUV cỡ lớn tại thị trường Việt Nam. Lexus LX570 được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1990 là mẫu SUV đầu bảng của nhà Lexus. Tại Việt Nam, Lexus LX570 là mẫu xe ăn khách nhất trong phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn. Lexus LX570 đã có những nâng cấp để phù hợp với một mẫu xe hiện đại, thể thao, nhưng vẫn không làm mất những điểm đặc trưng, tạo nên một SUV LX khác lạ, lôi cuốn và hấp dẫn. Xe có thiết kế đặc trưng với cụm lưới hình con suốt đi cùng với những thanh ngang màu đen, điểm xuyết đường viền mạ chrome, tăng thêm khí chất mạnh mẽ, sang trọng. Lexus LX570 có 3 hàng ghế cho 8 người ngồi, nội thất bọc da, ghế trước chỉnh điện, hàng ghế thứ 2 trượt điện, hàng ghế thứ 3 hơi nhỏ so với kích thước của xe. Xe có nhiều trang bị tiện nghi và an toàn như màn hình thông tin giải trí 12.3 inch và camera toàn cảnh 360 độ. Các tính năng vận hành tiêu biểu của xe hệ thống Cruise Control, hệ thống treo tùy chỉnh và hệ thống lựa chọn chế độ địa hình. Với Lexus LX, bạn có thể đi bất cứ đâu, từ thành phố cho tới đồi núi hiểm trở. Range Rover là một chiếc SUV hạng sang tuyệt hảo dành cho những tay lái đam mê cảm giác đi off-road. Dù trang bị động cơ gì thì Range Rover đều cung cấp đủ sức mạnh cho các hoạt động di chuyển. Range Rover mang tới hành trình lái êm ái nhờ vào hệ thống treo hiện đại và hệ dẫn động 4 bánh 4WD. Range Rover có thể thêm phiên bản cao cấp SV Autobiography Dynamic. Xe được trang bị vô số những chi tiết nội ngoại thất siêu sang và động cơ V8 công suất 550 mã lực. Range Rover có chỗ ngồi cho 5 hành khách, cả hai hàng ghế đều có trần xe và chỗ để chân rộng rãi. Nếu chọn phiên bản trục cơ sở dài, hành khách có thêm 18,5cm chỗ để chân. Số chỗ ngồi có thể giảm xuống 4 nếu xe lắp đặt bộ trang bị Rear Executive Class. Toyota Land Cruiser là một chiếc SUV cỡ lớn đáng tin cậy với nội thất hàng đầu và khả năng off-road xuất sắc. Khi trang bị động cơ V8 5,7 lít 381 mã lực, Land Cruiser có thể dễ dàng vận hành trên đường cao tốc lẫn địa hình hiểm trở. Nhờ có camera đa góc, tầm nhìn của người lái trên xe sẽ không bị giảm thiểu quá nhiều. Land Cruiser mang tới 3 hàng ghế tương đương với 8 chỗ ngồi. Nội thất được bao bọc bởi chất liệu da và gỗ thật. Hàng ghế trước có tầm nhìn tốt và êm ái. Một số tính năng tiện nghi hiện đại trên xe là dàn âm thanh JBL 14 loa màn hình cảm ứng 9 inch và định vị dẫn đường. Mercedes-Benz GLS Class 2018 được ra mắt để thay thế người anh em GL. GLS Class có mức giá khởi điểm thấp nhất trong phân khúc. Phiên bản GLS Class đầu bảng trang bị hộp số tự động 9 cấp mới và hệ thống dẫn động 4 bánh AWD. Xe có tính năng Dynamic Select với 4 chế độ truyền động giúp hành khách tùy chỉnh hiệu suất của xe theo điều kiện thời tiết và đường xá. Ghế trước sưởi nhiệt và ghế lái chỉnh điện là trang bị tiêu chuẩn. Kính xe lớn đảm bảo tầm nhìn rộng dành cho tài xế. Khi gặp hàng ghế 2 và 3, người dùng có 2,6 mét khối thể tích hành lý trên GLS Class. Cửa cốp mở điện và hàng ghế 3 gập điện khiến cho việc cất giở đồ thuận tiện hơn đáng kể. Infiniti QX80 nằm trong phân khúc SUV đa dụng. Nắp capo có hướng nâng cao phần mũi xe, dập nổi với hai đường gân lực lưỡng, lưới tản nhiệt rộng và hướng thẳng đứng hơn. Đèn chiếu sáng hình đôi mắt kết hợp với đèn chạy ban ngày và đèn sương mù đều được trang bị công nghệ LED. Ở phía sau, đèn hậu cũng có thiết kế mới với hệ thống LED và trông tao nhã hơn. QX80 cung cấp chỗ ngồi cho 8 người với ghế dài ở hàng thứ 2 hoặc 7 người. Với phiên bản 7 chỗ, ở hàng ghế thứ 2 sẽ có khay lớn để chứa các vật dụng lặt vặt. Hành khách hàng ghế thứ 2 cũng có thể điều chỉnh cài đặt sưởi, thông gió và điều hòa người phía sau. Các ghế phía bên ngoài ở hàng thứ 2 có chức năng sưởi. Xe được trang bị hệ thống hỗ trợ điểm mù, cảnh báo làn đường khởi hành và hỗ trợ giữ làn xe. Kiểm soát hành trình thông minh cũng như cảnh báo va chạm phía trước với phanh tự động. Xe được trang bị động cơ 5.6 lít V8 tạo ra công suất 400 mã lực. Động cơ này đi kèm với hộp số tự động 7 cấp cũng như dẫn động cầu sau tiêu chuẩn hay dẫn động 4 bánh tùy chọn.